Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng tôi sắp thấy hình như có phái đoàn rồi đó. Chào phái đoàn. Chị Hằng ơi, phái đoàn bữa nay lớn không? Rồi, phái đoàn này phái đoàn Mương Điều cái gì? Có chị Sáu Chùa của chúng tôi. Dạ chào. Dạ. Anh Bảy thì mình gặt đầu rồi. Anh Bảy thì ở đây gặp hoài thì nó hơi quen. Kính thưa quý vị thân mến, Tùng Quê hết sức là chân thành cảm ơn những người thân quen, bà con, đồng đạo, xóm giềng. Ô, chào anh. Kính thưa quý vị thân mến, trong 7 tháng qua và luôn lễ đám tang của ba Tùng Quê thì hết sức là chúng tôi vui mừng, bởi vì chương trình lễ an táng của ông và luôn cả 7 thất làm tuân, như hôm nay là thất cuối, thì thật đó là hoàn thành rất là tốt đẹp. Thì do sự hoàn thành tốt đẹp này thì chúng tôi thấy là thiết nghĩ nhờ sự đóng góp, phải nói là nhờ sự hỗ trợ rất là tích cực các vị đồng đạo thân quen, những người thân ở xóm riêng tới để hỗ trợ về mặt mà tiếp quý vị. Phải nói là Tùng Quê rất bỡ ngỡ trong cái buổi đầu, bởi vì trước giờ nhà mình chưa có lễ tang lần nào, chưa có lễ tang lần nào, nên Tùng Quê rất là bỡ ngỡ trong cái việc mà thực hiện cái chương trình. Xe mình bữa nay mát rồi anh đậu rồi này. Kính thưa quý vị, Tùng Quê cũng rất là chân thành cảm ơn tất cả các vị đồng đạo, các chị, các anh đã hỗ trợ Tùng Quê hết mình luôn vậy. Bởi vì Tùng Quê rất là bỡ ngỡ lần đầu tiên mình có một cái lễ như thế này. Thì qua lễ tang của cụ, rồi qua những lần thất tùng thì tất cả đều thành công rất là tốt đẹp. Thì hôm nay tiếp tục là tuần thất thứ 7, thất chót. Thì kính thưa quý vị, thì gia đình Tùng Quê và cùng đồng đạo, các chị em ở các người cháu ở xóm cũng dự trù hôm nay mình sẽ tiếp đón khách chắc đông quá gì, theo mình đoán là có thể đông, để mà có cái sự chu đáo để rồi tiếp khách thì cho nó cho được hoàn thành tốt đẹp. Thì chúng tôi cũng sắp xếp từ ngày qua nay, giờ đây thì mới có kính thưa quý vị 20 phút nó mới 9 giờ thì có đồng đạo tới rồi. Dạ, kính chào mấy cô. Dạ, các cô ở đâu lặng? Chầu Đốc. Dạ. Mời mời mình vô trong ha. Dạ. Rồi, kính thưa quý vị, nhà Tùng Quê phía trước thì có những
trần hoa cũng khá đẹp. Đây bông này là bông hoa mười giờ của Hà Nội nha quý vị. Hoa giờ mười nội thì giấc này là bắt đầu nở 9 giờ là tới 10 giờ bắt đầu khép lại nha quý vị. 10 giờ bắt đầu khép lại. Bông giấy rất là đẹp nha quý vị. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi lần vào bên trong. Vì chúng tôi cũng trân trọng kính mời quý vị tham dự cái buổi chương trình cầu nguyện hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện quay cho đầy đủ bà con. Kính thưa quý vị, đây là cây khế gì? Bông khế, quý vị thấy bông khế cũng rất là lạ nha quý vị. Bông khế rất là đẹp nha. Đố này màu tán cây này cái gì? Bông khế cũng đẹp phải không? Bông khế đẹp quá nè. Ủa gì hả? Kính thưa quý vị, giờ này thì mới 9 giờ mà bà con đã đến rồi. Thì thực ra chúng tôi cũng hơi lăng xăng một chút, tại vì buổi sáng mình chuẩn bị chưa ổn lắm. Hiện giờ cái tổ nước của chúng tôi thì anh 10 tấn, bây giờ phải vô tới tổ nước rồi. Ở phía sau hậu cần vẫn còn tất bật, làm chưa xong ở phía sau. Quý vị, hôm nay thì chị Năm Lệ là trực tiếp cho chị ở phía trước đổ nước để chị lo cái phần khâu nước nha quý vị. Hôm nay thì đặc biệt lễ tuần hôm nay thì Tùng Quê do sự yêu cầu rồi qua sự mấy chị ý kiến hả nên chúng tôi chuyến này đẩy nước cũng là chè dưỡng nhan nha quý vị, do chị Năm Lệ chị Út Băng nấu quý vị. Thì nhờ chị Năm và chị Út Băng nấu, hôm nay mình cứ dự trù cũng khoảng 500 ly dự trù nha quý vị. Giới thiệu qua tổ nước đã xong, bây giờ chúng tôi thôi trở về vấn đề đó là mình hôm nay mình giới thiệu quý vị là cái bình bông hôm nay là được quý vị do sự thợ cắm bông rất là chuyên nghiệp đệ chức quý vị, đệ chức để trước đã cắm bình bông bằng Phật rất là đẹp. Kính thưa quý vị, bình bông bằng Phật tại lễ tuần thất của ông Nguyễn Bá Công thị xã Hiệp Sương rất là đẹp quý vị. Kính thưa quý vị, bình bông hôm nay rất là đẹp nha quý vị, do thợ chức cắm. Hôm nay rất là ngôi thờ rất là nghiêm trang, đèn hoa đầy đủ quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tại mình xin giới thiệu phía trên và mẹ mình hiện giờ cũng đang soạn đồ quý vị. Đang soạn đồ để tiếp. Có hai đứa cháu cũng tiếp luôn quý vị. Nơi đây thì chân dung thầy cũng có một bình màu trần qua cũng khá đẹp đúng không vậy? Chị ơi. Ba. Rồi bắt đầu. Rồi bắt đầu. Rồi xá bằng Phật ba xá. Quay vào trong. Cấu quyền ba xá. Ngôi tâm bảo ba xá. Cung kính thầy hai xá. Và quay về phía trước. Bằng thông thiên ba xá. Bằng Phật ba xá. Và quỳ xuống chắp tay đương trán thành tâm khẩn nguyện lần thứ nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giấy Phật tổ Phật thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Bá Công từ trần hưởng thọ 86 tuổi, nay từng thất thứ bảy. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng lên xá một xá thâu hương.
gom cắm luôn vậy. Con khế đẹp quá anh Tấn. À, cái đùi giờ này là mới 9 giờ đó nha quý vị. Mà có khách 9 giờ 15. Dạ, cảm ơn chị luôn. Dạ, cảm ơn luôn. À, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin giờ này chúng tôi cũng xin quay vào trong giới thiệu cho sông phía trong quý vị. Giờ này thì nơi tâm bảo của chúng tôi cũng bông qua cũng nhang đèn rồi đã, mình cũng đã lên hết rồi quý vị. Gia đình thì cũng đã cầu nguyện trước. Còn thờ của quyền thì cũng có một vị trái cây và cũng có bông. Và nơi bàn thờ ông ba thì mình cũng có cúng một ly nước, sáng này thì mình cũng đại khách rồi cũng cúng ba mình luôn. Cái thu về ban hậu cần của chúng tôi hiện giờ cũng đang tắt bật quá vậy, cũng làm liên tục. Cũng giới thiệu quý vị, hôm nay thì mình sẽ đãi cơm buổi sáng. À, cộng thêm đó thì mình cũng có không? Không thấy. À, kính thưa quý vị, hôm nay đoàn Mương Điều đến để cầu nguyện cũng có thêm theo chuối quý vị. Chuối đặc sản, chuối cũng rất là đặc biệt. Rồi, kính chào Mương Điều. À, đây là những người vị khách cũng rất là xa. Có anh Bảy chúng tôi thì anh ở gần, Bảy là Hoàng Hảo. Bữa nay phái đoàn Hữu Đăng mình có tính toán gì không anh? Có tính toán 10 triệu ạ. Dạ. Rồi, kính chào luôn, kính mời vô nhà. Dạ. Dạ. À, kính thưa quý vị, thì buổi sáng này Tùng Quê cũng xin quay một chút về cái sự chuẩn bị cho lễ tùng của ba Tùng Quê là ông Nguyễn Bắc Công. Thì cái tuần buổi sáng này thì đến đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim đó quý vị. Tạm dừng phim đi chút xíu, mình sẽ quay tiếp tục. Kính mời quý vị đón xem tiếp những tập tiếp theo. Bởi vì mình Tùng Quê cũng muốn trực tiếp quay liên tục. Liên tục để mà cho đủ mặt hết trơn quý vị. Nên nhiều tập. Giờ đây thì Tùng Quê tạm dừng lại để làm phim có kịp giờ chưa nha quý vị. Thì chương trình đón tiếp khách thì cũng tạm ổn. Nam mô A Di Đà Phật. Cô Tư bữa nay thấy lớn tuổi bọn nha. Dạ. Yeah. Đúng rồi ạ. Con. Cấp 3 trong nhà. Thứ mấy? Xong rồi phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Bác Úc, chủ sự Trang Nguyên Đình cũng là đại diện cho buổi cầu siêu từng chung thất cho Bác Úc trai hôm nay. Và kính thưa quý vị đồng đạo, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm Quý Mão, cũng là đám làm từng chung thất. Mà quý vị đã đến đây hợp tâm cùng gia đình, mỗi người nhận một nén nhang để cầu siêu cho vong linh của cụ ông được siêu sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật. Đã đến giờ cầu nguyện, tôi xin mong phép làm thiên ngôn cho có các phần thống nhất. Trước khi làm lễ cầu nguyện cũng có trình qua ba ngôi thờ tôn kính trong gia đình, thỉnh bà con mình xây về trong trình lễ cũ quyền ngôi tâm bảo.
kính thỉnh xá của quyền thất tổ ba xá, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Và kính thỉnh xá Tam Bảo Đức Phật, Đức Thầy ba xá, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Và bên trong sông, kính thỉnh xoay ra bàn thông thiên. Kính thỉnh xá bàn thông thiên ba xá, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Trình lễ ba ngôi thờ tôn kính trong gia đình vừa xong, mà Đức Thầy có dạy là thứ bảy chánh niệm vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm, hay là Tây Phương từ ở cõi xa thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Và kính thỉnh xá bằng Phật ba xá và quỳ xuống, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Và kính thỉnh quỳ xuống chấp hơn dân tráng nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Bá Công hưởng thọ 86 tuổi quá giảng, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thỉnh đứng lên. Và kính thỉnh xá một xá và dân hương. Nam Mô A Di Đà Phật. Và một phút nguyện hương và cấm hương gì xong, kính thỉnh xá và quỳ lại tại tiếng niệm Phật cho đồng nhất. Và thành tâm lễ lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Và thành tâm lễ lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Và thành tâm lễ lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Và thành tâm lễ lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Và thưa bốn lại xong, kính thỉnh xá ba xá và quỳ xuống. Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Thỉnh quỳ xuống chấp hương dâng lên tráng nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Bá Công hưởng thọ 86 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc cho thành tâm. Tráng nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Bá Công hưởng thọ 86 tuổi quá giảng, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thỉnh đứng lên. Kính thỉnh xá một xá về dân hương. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và thành tâm lễ lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Và thưa bốn lại xong, kính thỉnh đứng lên. Và kính thỉnh xá ba xá như trước. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Và cầu siêu một lần. Và kính thỉnh xá Tam Bảo Đức Phật và Đức Thầy ba xá. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Và bên trong sông, kính thỉnh xoay ra bàn thông thiên. Kính thỉnh xá bàn thông thiên ba xá. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Và buổi cầu siêu một lần ba lượt này đã xong, mọi vị tự tiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đồ quý vị hầu cần cũng đang lặt rau nhé quý vị. Cái đồ quý vị giờ đây thì chúng tôi sẽ thấy hình như có phái đoàn rồi đấy. Chào phái đoàn. Tiền có phái đoàn bữa nay lớn không? Rồi phái đoàn này phái đoàn Mương Điều của gì? Có chị Sáu Chùa của chúng tôi. Dạ chào. Dạ. Anh Bảy thì mình gặp đầu rồi. Anh Bảy thì ở đây gặp hoài thì nó hơi quen.